Ở tập trước của phần phim Titan máy móc, những linh hồn Skibidi Titan đã chết trở lại trần thế. Họ đã phát hiện ra một bầy quái vật bồn cầu, trong đó có một con thú lĩnh rất to lớn, hình dạng máy móc. Thế là những linh hồn Skibidi Titan nhanh chóng chiếm lấy cơ thể đó và biến thành Titan Erectus hùng mạnh. Sau đó, họ cũng đã đi tìm tinh thần lửa thượng cổ và đấu sống chết với hắn. Tuy nhiên, lại bị hắn đưa tới một nơi tăm tối với một hành tinh có trọng lực cực kỳ nặng. Lúc này họ bắt gặp Chisolder và Chisolder Woman. Thế là bọn họ đã cùng nhau thoát khỏi nơi đây. Lại đây đi, hãy lại đây đi. Đây, mọi người, mau đáp xuống hành tinh màu vàng này đi. Tôi nghe ai đó đang gọi chúng ta thì phải. Ồ, chúng tôi có nghe thấy gì đâu. Nhưng thôi được rồi, đáp xuống đây nghỉ ngơi một tí cũng được. Hả? Sao nơi này mù mịt khói màu vàng thế này? Như vậy thì làm gì có sinh vật sống mà gọi chúng ta chứ? Chắc có lẽ cậu nghe lộn đó, chi sau đời vua mình à? Không thể nào, tôi nghe rất rõ. Ở dưới đâu đây mà thôi. Nào, đi, đi kiểm tra một tí đi. Lỡ đâu có ai cần chúng ta giúp đỡ thì sao? Hời, tôi đi tuần tra một tí thôi đó. Chúng ta còn phải quay về tìm cách giết chết tinh thần lửa thượng cổ đó nữa. Nếu không, hắn sẽ làm cho đao vũ trụ này tan thành mấy khói hết mất. Hình như xuất hiện cái thứ gì phía trước thì phải. Hay quá. Tôi đã nói rồi mà. Có ai đó kêu chúng ta tới đây. Chắc chắn là thứ này. Là một Titan khổng lồ. Nhìn hắn rất giống như Titan Clockman vậy, nhưng cổ đại hơn nhiều. Chết tiệt, cơ thể của hắn đã hóa thành đá rồi. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn xảy ra chuyện gì ở đây chứ? Nào, chị sao đó, mau theo tôi ra ngoài đi. Wow, thứ này khổng lồ quá. Kích thước của nó không thua kém gì Titan Erectus mà các cậu đang chiếm thật xác. À đúng rồi, chi sau đời vũ mình, không phải cậu có khả năng hóa giải thuật biến thành đá trở lại bình thường hay sao? Mau, thực hiện cho thứ này tỉnh lại đi, rồi chúng ta hỏi hắn là ai. Hả? Cậu nhắc tôi mới nhớ. Được rồi. Trước đây tôi phục vụ cho tổ chức quân đội đa vũ trụ. Tinh thần lửa thượng cổ đã dạy cho tôi khả năng này. Tôi sẽ nhanh chóng hóa giải hắn ta để hắn ta quay trở lại trạng thái ban đầu. Hay lắm. Chỉ sau đầu vũ mình, cậu mau nhanh chóng làm liền đi. Tôi háo hức lắm. Tôi muốn biết tên này là tên nào, tại sao hắn ở đây, liệu hắn có liên quan gì tới tinh thần lửa thượng cổ mà chúng ta định tiêu diệt không? Tôi biết rồi, tôi sẽ làm liền đi. Cuối cùng tôi đã động đậy được rồi. Sao nơi này u ám đầy khói vàng thế này? Vậy thì ta sẽ làm cho nơi này thật trong lành trở lại. Gì đây? Các ngươi là ai? Không lẽ chính các ngươi đã cứu ta? Đúng vậy, chính tôi đã giải hóa đá cho ông đó. Cơ thể của ông phát ra ánh vàng. Không lẽ ông chính là Ultrago Titan Clockman, thủ lĩnh quân đội đa vũ trụ trước đây? Đúng vậy, không sai, chính là tôi. Nhưng trước đây khi làm một nhiệm vụ quan trọng tại cái hành tinh này, tôi đã bị chính đồng đội của mình là tinh thần lửa thượng cổ đó. Hắn đã hóa đá tôi, và sau đó bảo rằng tôi đã chết trong trận chiến này. Có lẽ hắn đang thèm khát đội quân đa vũ trụ của tôi. Không biết hắn có sử dụng bọn họ làm chuyện gì xăm bậy không? Có. Hắn đã sai khiến bọn họ tiêu diệt những hành tinh sống, thâu tóm cả đa vũ trụ, biến cả đa vũ trụ bây giờ tan hoang, đầy sự chết chóc đau khổ. Đúng vậy, tôi và Chi Sâu Đờ cũng từng là thành viên của quân đội đa vũ trụ và làm việc dưới trướng của tinh thần lửa thượng cổ đó. Nhưng chúng tôi đã nhận ra sự độc ác của hắn, phản bội hắn, thì bị hắn dùng một khả năng rất đặc biệt đưa chúng tôi tới một nơi tăm tối. Cũng may nhờ những đồng đội của chúng tôi đưa chúng tôi tới đây và gặp được ông. Cái gì? Tình chất tiền đó đang hủy hoại đa vũ trụ hay sao? Mẹ kia. Được rồi, các ngươi mau đưa ta đi gặp hắn đi. Ta sẽ tính sổ tất cả, rồi ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tái tạo lại đa vũ trụ sau. Hay lắm. Đến lúc chúng ta báo thù rồi. Nào, chi sao đó, quay trở lại cơ thể của Erectus Titan thôi. Ông có khả năng tái tạo lại đa vũ trụ, tái tạo lại hành tinh đã bị phá hủy à? Hay quá. Nào, mau theo tôi. Ồ,
Đây là hang ổ của tinh thần lửa thượng cổ à? Sao ta không thấy hắn? Ngươi đưa ta đi đâu thế này? Xin lỗi ông, đây là vị trí trước kia của đa vũ trụ. Tất cả các vũ trụ hầu như đã bị phá hủy sạch sẽ. Ông hãy hồi sinh bọn chúng lại trước, để chúng tôi còn nhìn thấy quê nhà của mình một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ đi tìm tinh thần lửa thượng cổ, tiêu diệt hắn sao? Ta đã bảo rồi, đánh bại được hắn, ta sử dụng khả năng của mình tái tạo lại tất cả vũ trụ đã bị phá hủy mà. Nhưng mà lỡ chúng ta thua cuộc, không đánh bại được hắn thì sao? Làm ơn đi, ông hãy thực hiện điều này trước cho chúng tôi đi. Các người thật cứng đầu. Được rồi, hồi sinh đa vũ trụ. Có sự sống rồi, có hành tinh lại xuất hiện trở lại rồi. Hay quá. Đây là trái đất, đây là trái đất quê hương của chị Tài Tình. Đi rồi, mau phá hủy tan nát hành tinh này theo lời của chủ nhân chúng ta. Cô Kim, bọn chúng là ai? Tôi nghe đòi giảm phá hủy trái đất một lần nữa à? Ta đã dùng khả năng của mình điều khiển thời gian quay trở lại trái đất lúc sắp bị phá hủy, thì chắc chắn bọn quái vật này sẽ đến đây để phá hủy trái đất theo đúng lịch trình. Nào, tiêu diệt bọn chúng rồi chúng ta đi tính sổ chủ thể của bọn chúng sau. Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Đồ chết tiệt đây, chúng mày theo ai không theo lại theo tính xấu xa đó, và phá hủy hành tinh trái đất xinh đẹp của ta. Đến lúc rồi, ta sẽ cho chúng mày biết sức mạnh kết hợp của Titan Robot Eritan là như thế nào. Chết hết đi, lũ bẩn thiếu. Mẹ kiếp, hai tên chết tiệt đi, dám cản đường chúng ta. Chủ tệ của chúng ta bảo giết được hành tinh này, ông ấy sẽ cho bọn ta rất nhiều tài nguyên, thức ăn và nước uống. Các người cản đường ta, bọn ta sẽ xé xác các người để làm tế vật cho chủ nhân chúng ta. Chủ nhân các người là tên khố kiếp nào? To gan, dám muốn phá hủy các hành tinh chúng ta vũ trụ chứ? Chủ nhân của ta chính là thần lửa tối thượng. Các người làm hại bọn ta, ngày ấy chắc chắn sẽ nghiền nát các người thành trăm mảnh. Thật đúng như những gì ta đã nghĩ trước. Đúng là tên chết tiệt đó đã sai các người tới đây. Vậy thì các người đừng hòng rời khỏi đây. Chết đi. Hay lắm. Được rồi, đến lúc chúng ta lên đường kết thúc thứ khổ kiếp đó, đem lại hòa bình cho đa vũ trụ. Tới rồi. Đây là hành tinh của tinh thần lửa thượng cổ chết tiệt đó. Kìa là hang ổ mà hắn thường hay xuất hiện. Hắn đâu rồi? Không lẽ hắn không còn ở nơi đây nữa? Không thể nào. Các hành tinh trong đa vũ trụ đều bị hắn phá hủy sạch. Chỉ còn chính hành tinh của hắn là xinh đẹp như thế này. Chết tiệt, chắc chắn hắn vẫn chưa đi đâu. Đây, tịch khố kiếp, ta quay trở lại để báo thù một lần nữa đi. Cái gì đây? Mẹ kiếp, thứ tài thành máy móc này, người thoát ra được nơi tăm tối mà ta đã giam cầm ngươi hay sao? Không thể nào. Đây, thần lửa thượng cổ, tại sao là không thể chứ? Họ là những chiến binh trẻ, họ có thể làm tất cả những điều phi thường mà bọn ta không làm được. Không kiếp, bốn cha ngô tay tình Clubman, người thoát ra khỏi đó rồi à? Đúng vậy, cũng chính nhờ những chiến binh trẻ này, ta đã được hồi sinh một lần nữa. Và ta đã sử dụng khả năng của mình để tái tạo lại các đa vũ trụ mà bị ngươi phá hủy. Bây giờ ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà ngươi đã đoạt của ta. Mẹ kiếp, thì ra là ngươi. Hèn chi những hành tinh ta đã phá hủy, đột nhiên bọn chúng lại xuất hiện, khiến ta phải tốn sức một lần nữa để hủy diệt bọn chúng lần thứ hai. Sao hôm nay ngươi lắm lời vậy tinh thần lửa khốn kiếp? Không lẽ ngươi đã mệt, ngươi định kéo dài thời gian để hồi phục thể lực của mình à? Wow, tiến lên, tấn công hắn đi, đừng cho hắn hồi phục. Chết tiệt, tên khốn kia, ngươi thật là đánh ma đó. Nhưng ngươi quên rằng, ta chính là một vị thần tối thượng. Dù ta có mất đi bao nhiêu phần năng lượng của mình, thì phần còn lại cũng đủ giết chết các ngươi, đưa các ngươi về cõi vĩnh hằng rồi. Thật khổ kiếp kia, ngươi quên là có sự góp mặt của ta hay sao? Hôm nay, ta cùng với những chiến binh trẻ đây, nhất quyết sẽ tiêu diệt được ngươi, khiến ngươi phải mãi mãi chết trong đau khổ. Ngươi hù ta à? Tình Unchagon Titan Clubman, ngươi đã hết thời rồi. Nào, chuẩn bị hãy nhận lấy sự giam cầm của ta. Ta sẽ giam cầm các ngươi vào trong hố đen để các ngươi mãi mãi không được thoát ra ngoài. Hay quá, năng lượng của hắn còn rất ít, hắn không thể sử
khả năng này. Mau tiến lên giết chết hắn đi. Không, chết tiệt, chết tiệt. Tốt lắm, tốt lắm. Bây giờ tôi sẽ thành lập lại quân đội đa vũ trụ để bảo vệ tất cả các hành tinh. Này, các cậu có muốn tham gia cùng tôi không? Chúng tôi cần phải làm một số chuyện quan trọng trước đã.